Cho nên các bơ tiếp theo ba già sẽ gác bài dây chai Long Vịnh cho các bạn nghe. Rồi mà thôi nhặt nó luôn đi khỏi hiểu đâu. Bỏ tay ra khoa đủ. Để con chi quay vậy? Mùi về trái ông dịch phải thôi. Dẹp nước vụ bể đồng tàu bạn ơi. Tóc dài tóc mượn các kiểu bạn ơi. TV bàn ủi bán thôi. Mà anh trai quên nói dùm tôi cái chai nhựa nhỏ ở kế bên. Câu hình đi nhỏ nhưng giá bình dân bán tại đậu cụ sẽ tốt hơn. Đó một ký thì 5 ngàn. Thị trường kêu giá hơn 5 ngàn. Có cả đồ nhựa thao đầu thì sắt lỗi với dây bạc. Bán nhỏ đồ nhỏ mà dép đỏ. Đầu bỏ chiếc nọ rồi bước bỏ. Để chú đẹp trai đừng nói đó không ăn nó đi về nhà. Nhưng bé nhỏ mà cầm cái giỏ vào cuối ngọ. Và một chút trà từ đắt đỏ. Và bước bỏ bao nhiêu tiền ở đâu đó. Đàn ơi chắc quay chậm luôn cắt tay là không cắt về mà cô bán cho tôi chắc. Nào hóa tóc thằng nào vui đắt hơn tôi là. Hôm nay đã gồm cả tiền sắt. Tiền này mình chẳng là tiền ăn. Mua thêm tivi là tủ lạnh. Để đồ ở thù mình luôn thân. Sáng sớm thường như thấy đông dê chai mình kì. Yeah, để quá các bạn ơi.